cái gì trọng nặng thấy mồm tự của con. Có tiền nữa. Có tiền. Không biết tiền là tiền giả bộ. Tiền giả bộ hả? Của con nè. Đi viên tim nó chẳng mọi thế em. Mấy cái chết cái giả bộ đó. Ờ, vậy của con. Của con, của mẹ. Của con. Vâng, đã phải chơi nhiều tiếng đúng không mẹ? Chúng ta là để có thể sẽ chơi tắm. Cái đó không dao hả? Cái này là cái bàn chải. Trời ơi. Không, mẹ đọc tiếng Anh được không? À, rất cho bà bầu. Hả? Mẹ nó không dao. Mẹ nó không dao đúng không? Mẹ đọc được tiếng Anh, mẹ đọc được á. Mẹ biết không? Mấy cái này dễ. Yeah. Làm sao? Đó. Mới chết, có bầu. Con có thai nên con cũng thử con coi mẹ không ai có con dao quá cười. Mẹ mình nhìn lên mẹ tưởng con dao. Con dao hả? Mới không có ngồi cười quá giờ mẹ không biết luôn. Mẹ đâu có nhìn chữ đâu. Dạ, con chắc không qua rồi đó mà con sẽ nhìn lại để con chắc thử hôm nay cho chắc chắn á. Cái này là lần thứ hai con chắc rồi đó, nó ra nó bảo. Vậy phải đi cắm máu rồi mẹ hả? Mẹ phải đi tuyên bố. Ôi trời trời. Tôi tuyên bố lên bây giờ. Chưa rồi. Phải cắm máu chắc chứ. Mọi người ai cũng mong hết chứ mẹ của mình mẹ. Đúng rồi. Ba má kêu là chết hết rồi, bố con mới nhắc nợ.